Nga bắn hạ hàng loạt UAV Ukraina tại 4 vùng biên giới. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ 19 UAV của Kiev tại Biển Đen và 4 khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Nỗ lực thực hiện cuộc tấn công bằng 19 máy bay không người lái UAV của chính phủ Ukraine nhằm vào các địa điểm trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn, Bộ Quốc phòng Nga nói hôm nay. Cơ quan này cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 2 UAV ở Kursk, 5 ở Bryansk, 4 ở Orion và 2 ở Krasnodar, 6 chiếc UAV trên Biển Đen. Những chiếc UAV bị đánh chặn ở Orion, cách thủ đô Moscow khoảng 300 km về phía tây nam, nhằm mục tiêu và hạ tầng năng lượng của Nga, theo bài đăng của thống đốc khu vực Andrei Kichikov trên Telegram. Tại Krasnodar, lực lượng cứu hộ cho biết đám cháy đã bùng lên trong đêm tại nhà máy lọc dầu ở Iski, sau không xác nhận nguyên nhân có phải do bị tập kích UAV hay không. Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã tăng cường tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, chủ yếu là các khu vực biên giới cũng như thủ đô Moscow và thành phố phía bắc Saint Petersburg. Cuộc tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra ở thành phố Beirut ngày 30 tháng 12 năm 2023 khiến 25 người chết, khoảng 100 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán. Ukraine cũng đã hứng chịu nhiều đợt không kích của lực lượng Nga trong gần 2 năm qua. Quân đội Ukraine hôm nay cho biết Nga đã phóng 16 UAV vào nước này và 10 chiếc trong số đó đã bị đánh chặn. Giới chức địa phương Ukraine cho biết các máy bay không người lái đã bị phá hủy, cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực phía đông Kharkov khiến một người bị thương. Yuri Ignat, nhà phát ngôn viên không quân Ukraine hồi tháng 1 cho hay phòng không nước này đã sử dụng lượng tên lửa dự trữ để đối phó với loạt đạn tấn công của Nga gần đây. Chúng tôi đang rõ ràng thiếu tên lửa phòng không, ông Ignat thông báo. Ukraine tuyên bố bắn rơi trực thăng chiến đấu Nga trên mặt trận Avdiivka. Chuẩn tướng Oleksandr Tanapsky, tư lệnh lực lượng tác chiến Tavria của Ukraine hôm ngày 8 tháng 2 cho biết, một trong các đơn vị cơ giới thuộc Tavria đã bắn hạ một trực thăng tấn công Ka-52 của Alligator của Nga ở Abdiabka. Abdiabka nằm ở phía tây bắc của tỉnh Donetsk, Ukraine hiện đang là điểm nóng nhất trên mặt trận, nơi quân đội Nga đã không ngừng thực hiện các cuộc tấn công và bao vây trong nhiều tháng qua. Theo nguồn dữ liệu quân sự Military Balance năm 2022, lực lượng không quân Nga đã có 133 chiếc Ka-52. Số lượng trực thăng này đã giảm đi đáng kể vào năm 2023, chỉ còn 86 chiếc. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu của Oris tính toán rằng Nga đã mất tổng cộng 60 chiếc trực thăng Ka-52 ở Ukraine. Thống kê từ Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tính đến ngày 8 tháng 2 năm 2024, Nga đã mất 325 máy bay trực thăng chiến đấu các loại. Ka-52 Alligator là trực thăng tấn công hai chỗ ngồi được Liên Xô phát triển vào đầu thập niên năm 1980. Trực thăng có thể được thực hiện nhiệm vụ trinh sát cũng như tấn công mục tiêu di động và cố định của đối phương như công sự, xe thiết giáp, bộ binh và cả máy bay ở độ cao thấp. Trực thăng bay với tốc độ tối đa là 300 km h và đạt cực hạn là 350 km h Tầm tác chiến là 460 km và hoạt động trong 1.160 km. Hệ thống vũ khí trên k 52 bao gồm một súng tự động 30 ly 2A42 với cơ số đạn là 460 viên. 6 giá treo cho phép k 52 mang theo 2 tấn vũ khí gồm rocket, tên lửa chống tăng 9K121 VIA và KH-25L dẫn đường mà laser. Pháo đài Avdiivka nơi Ukraine sắp thất thủ quan trọng đến mức nào? Cả hai bên đều có thành phố này là chìa khóa cho mục tiêu của Nga nhằm đảm bảo quyền kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh thuộc vùng Donbass là Donetsk và Luhansk. Các lực lượng Nga đang tăng cường nỗ lực chiếm giữ thành phố Avdiivka ở miền Đông khi cuộc chiến của Moscow ở Ukraine vẫn tiếp tục. Cuộc giao tranh gợi nhớ đến trận chiến giành một thành phố khác ở phía đông, Bắc mà Nga đã kiểm soát vào tháng 5 năm ngoái sau nhiều tháng giao tranh trong đô thị. Thành phố công nghiệp Avdiivka FK, người Nga gọi là Abdiyevka, nơi có dân số trước chiến tranh khoảng 32.000 người, đã trở thành tiền tuyến kể từ năm 2014. Khi thành phố này bị lực lượng đòi độc lập được Nga hậu thuẫn kiểm soát trong một thời gian ngắn, sau đó lực lượng của chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát nơi này. Ngày nay, chính quyền địa phương cho biết chỉ còn khoảng chưa đầy 1.000 cư dân, nhiều người trú ẩn trong các tầng hầm ở FK, không một tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Abdiyevka nằm ở vùng công nghiệp Donbass. cách thành phố Donetsk thuộc phủ tỉnh cùng tên hiện do Nga kiểm soát 15 km về phía Bắc. Trước chiến tranh, nhà máy than cấp thời Liên Xô tại đây là một trong những nhà sản xuất hàng đầu châu Âu. Các quan chức địa phương mô tả thành phố này như một pháo đài với các hầm trú ẩn bằng bê tông. Họ nói rằng quân phòng thủ Ukraine đang ẩn náu trong các khối tháp không thể bị tấn công trực diện nếu không chịu tổn thất lớn và đang sử dụng nhà máy luyện cốc làm căn cứ và kho vũ khí. Giao tranh ác liệt Các nhà phân tích Ukraine và phương Tây cho rằng cuộc tấn công của Nga và Afghanistan đang gây thiệt hại rất lớn về người với cả hai phía. Tháng 11 năm ngoái, tình báo của quân đội Anh cho biết cuộc giao tranh đã góp phần gây ra tỷ lệ thương vong cao nhất của Nga trong cuộc chiến cho đến nay. Mỗi ngày, Nga đều có những lực lượng mới bất chấp thời tiết, bất chấp mọi tổn thất. Một thành viên của Liên đoàn cơ giới độc lập số 47 Ukraine cho biết, các blogger chiến tranh Nga thừa nhận những tổn thất nặng nề của Moscow nhưng cũng cho rằng Ukraine có những tổn thất đáng kể. Họ cho biết lực lượng của Kiev có thể bị bao vây nếu Nga có thể cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng của họ ở phía Tây. Tổng thống Vladimir Putin hôm 31 tháng 1 nhấn mạnh tầm quan trọng của ADFK và cho biết một nhóm cựu quân nhân gần đây đã tiến quân trước quân đội chính quy chiếm giữ 19 tòa nhà. Tuy nhiên tuyên bố này không được xác minh độc lập. Theo các cập nhật không thường xuyên của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã thực hiện các cuộc không kích vào ADFK với sự hỗ trợ nhắm mục tiêu từ các lực lượng đặc biệt và sử dụng pháo binh, máy bay không người lái, trực thăng, xe tăng cũng như bộ binh. Ngày 8 tháng 2, một số lượng lớn binh sĩ Nga đã tấn công Avdiivka từ mọi hướng và tình hình ngày càng khó khăn đối với quân đội Ukraine đang bảo vệ thị trấn. Các lực lượng Nga đã chiếm thế chủ động ở mặt trận phía đông thuộc vùng công nghiệp Donbass của Ukraine và đang cố gắng cắt đứt các đường tiếp tế cũng như bao vây lực lượng Ukraine tại Avdiivka kể từ tháng 10 năm ngoái. Ông Mykola Biliashkov, Thủ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia, một cơ quan nghiên cứu chính thức ở Kiev cho rằng việc chiếm giữ FDFK sẽ không khiến tình hình có lợi cho Moscow, nhưng sẽ khiến tình hình trở nên dễ chấp nhận hơn với việc Donetsk trở thành một trung tâm hậu cần lớn của Nga. Năm sự thật về tân tư lệnh quân đội Ukraine Thượng tướng Oleksandr Sitsky, người lãnh đạo lực lượng bộ binh Ukraine kể từ năm 2019 được thăng chức tư lệnh các lực lượng vũ trang hôm ngày 8 tháng 2 khi cuộc chiến với Nga sắp bước sang năm thứ ba, ông thay thế Valery Zaluzhny. Dưới đây là một số thông tin thực tế về Sitsky, nhân vật chủ chốt của Ukraine trong cuộc xung đột Nga và Ukraine. Từ phục vụ quân đoàn pháo binh Liên Xô, Sitsky sinh vào tháng 7 năm 1965 tại vùng Vladimir của Nga, lúc đó là một phần của Liên Xô. Ông sống ở Ukraine từ những năm 1980. Giống như nhiều người cùng tuổi trong lực lượng vũ trang Ukraine, ông học tại trường chỉ huy quân sự cấp cao ở Moscow, cùng với nhiều người đồng cấp đã trở thành chỉ huy Nga. Ông tốt nghiệp năm 1986 và phục vụ 5 năm trong quân đoàn pháo binh Liên Xô. Một số nhà phân tích quân sự tin rằng chiến thuật chiến trường của ông phản ánh sự huấn luyện theo thứ bậc của Liên Xô. Báo tuyết, Sisyki trở thành tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine vào năm 2019. Trước đó, ông dẫn dắt lực lượng Ukraine chống lại cuộc nổi dậy do Moscow và hậu thuẫn ở phía đông vùng Donetsk và Luhansk từ năm 2014 và được mệnh danh là báo tuyết chiến thắng lớn nhất một số chiến thắng lớn nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đều do Sisky dẫn dắt. Ông đã lãnh đạo bảo vệ thành công thủ đô Kiev trong những tháng đầu. Tháng 4 năm 2022, ông được phong là anh hùng Ukraine, danh hiệu cao quý nhất của đất nước. Tháng 7 năm 2022, Sisky lên kế hoạch và thực hiện một cuộc phản công chấp nhoáng đẩy quân Nga ra khỏi thành phố Kharkov và chiếm lại các vùng đất ở phía đông và đông nam. Bác Mút Đầu năm ngoái, Sisky chỉ huy lực lượng bảo vệ thành phố Bakhmut ở phía đông Ukraine, nơi hàng nghìn binh sĩ của cả hai bên đã thiệt mạng trong một trong những trận chiến đẫm máu nhất của cuộc xung đột. Một số nhà phân tích quân sự đặt câu hỏi liệu chiến đấu vì một thành phố đổ nát có đáng giá nhiều người chết và bị thương đến vậy hay không. Sisky cho rằng việc Ukraine kiên trì bảo vệ Bakhmut đã làm suy yếu nỗ lực chiến tranh tổng thể của Nga bằng các chói chân nhóm lính đánh thuê Wagner. Tinh thần quân nhân Sissoki cho biết ưu tiên hàng đầu của ông là tinh thần của binh sĩ, những người mà ông thường xuyên chụp ảnh cùng khi đến tham bản trận. Ông nói với truyền thông phương Tây rằng ông ngủ 4 tiếng rưỡi một đêm và thư giãn bằng cách đến phòng tập thể dục. Sissoki đã kết hôn và có hai con trai.